Trước mỗi đầu năm học, việc lựa chọn ngôi trường luôn là vấn đề được rất nhiều học sinh và phụ huynh quan tâm và trăn trở, đặc biệt là đối với các em chuẩn bị bước vào bậc phổ thông trung học. Chọn được ngôi trường có chất lượng giáo dục tốt sẽ mang lại ý nghĩa rất lớn cho tương lai của các em sau này. Tại thành phố Hồ Chí Minh, trường Trung học phổ thông Việt Âu là một trong những cái tên nổi bật được nhiều học sinh và các bậc phụ huynh nhắc đến và lựa chọn. Hôm nay chúng ta ôn tập về góc giữa hai mặt phẳng. Thì hôm trước các em đã học về góc giữa hai mặt phẳng rồi, phải nhắc lại thôi. Góc giữa hai mặt phẳng người ta xác định như sau: nếu hai mặt phẳng đó song song, đó là trùng nhau, thì cái góc là không đủ. Nếu hai mặt phẳng không song song, cũng không trùng với nhau, thì tất nhiên là nó phải khác nhau rồi, nó phải khác nhau. Ví dụ thầy cho đây là cái mặt phẳng alpha nào đó, đó. Còn đây là cái phẳng mặt phẳng beta nào đó, phẳng p nào đó. Khi đó mặt phẳng alpha và mặt phẳng p cách nhau, thầy sẽ xác định góc như sau. Thứ nhất, đầu tiên sẽ tìm cái giao tuyến của hai mặt phẳng, để tìm cái giao tuyến của hai mặt phẳng. Đây là cái góc giao tuyến của nó. Sau đó thì lần lượt thì tìm hai đường thẳng. Đường thẳng thứ nhất nằm trong mặt phẳng alpha ở vuông góc của cái giao tuyến. Đường thẳng thứ hai nằm trong mặt phẳng beta và cũng vuông góc của cái giao tuyến. Thì khi đó cái góc giữa đường thẳng hai đường thẳng này chính bằng góc giữa hai mặt phẳng cần tìm, tức là góc này. Đó là cách xác định góc giữa hai mặt phẳng. Thì một cái vấn đề đặt ra nữa là nếu như cái đường thẳng này mình xác định được rồi, nhưng đường thẳng này nằm trong mặt phẳng P này không xác định được, nó nằm ngay chỗ này mà nó vuông góc độ này chẳng hạn, thì chúng ta tìm cách nó dời rồi, đúng không ạ? Chúng ta làm. Do đó góc giữa hai mặt phẳng chúng ta xác định như vậy. Và chú ý cho thầy là góc giữa hai mặt phẳng thì cũng giống như góc giữa hai đường thẳng, và đường thẳng của mặt phẳng phải bé hơn hoặc bằng 90 độ. Chúng ta qua cái bài tập của mình. Bài tập số 1: cho hình chóp SABC có đáy là một tam giác đều, đáy là tam giác đều, cạnh bằng 2a. SA vuông với mặt phẳng đáy và SA bằng a. Thầy đã vẽ hình ra thứ ba rồi. Cho cái ABC này, SA vuông đáy, còn đáy là tam giác đều. Câu A: tính góc giữa hai mặt phẳng SAB và ABC. SAB và ABC. Nào, chúng ta đi xác định. Đấy, thứ nhất, chúng ta để ý cho thầy là SAB và ABC có đặc điểm gì ạ? SAB và ABC. Đây. SAB và đáy ABC. Thì rõ ràng là ta thấy là đường SA là vuông xuống đáy, đúng không ạ? Ta có là SA thì vuông góc của mặt phẳng đáy ABC. Mà SA của mình, SA của mình thì lại nằm trong cái mặt phẳng, lại là nằm trong cái mặt phẳng SAB. Đấy, em thấy này là, thứ nhất là SA vuông mặt phẳng ABC, mà SA lại nằm trong mặt phẳng SAB. Rồi hai mặt phẳng này như thế nào? Thế thì hai mặt phẳng này SAB của mình nó sẽ vuông góc của mặt phẳng ABC. Đó, chúng ta cũng ôn lại luôn cho thầy. Nếu hai mặt phẳng mà có điều này, một đường thẳng nào đó nằm trong mặt phẳng này mà vuông góc của mặt phẳng kia, thì hai mặt phẳng đó vuông góc với nhau. Thế ở đây chúng ta thấy là SAB sẽ vuông được với ABC. Mà nếu hai mặt phẳng vuông góc với nhau thì ta kết luận cái góc là bao nhiêu ạ? SAB và mặt phẳng ABC có cái góc là bằng 90 độ. Hai mặt phẳng vuông góc thì góc sẽ bằng 90 độ.
chúng ta qua cô Bình ạ. Cô Bình tính góc giữa hai mặt phẳng, tính góc giữa hai mặt phẳng đó là mặt phẳng SBC, SBC và mặt phẳng ABC. Đây, tính góc này, tính cái này không? Nào, theo định nghĩa chúng ta để ý như thế, cách xác định góc giữa hai mặt phẳng. Muốn xác định góc giữa hai mặt phẳng, đầu tiên chúng ta sẽ đi tìm đoạn giao tuyến như vậy, ha, tìm đoạn giao tuyến như vậy. Vậy là SBC và ABC có đoạn giao tuyến là gì ạ? SBC giao tuyến với thẳng ABC, chúng ta dễ dàng tìm ra ngay đó là cái đoạn BC, đúng không? Hai mặt phẳng này có cái đoạn giao tuyến là BC. Rồi, lần lượt tìm cho thầy hai đường thẳng, hai đường thẳng nằm trong hai mặt phẳng này mà vuông góc được với thẳng BC của mình. Đây là thầy tìm từ cái này, thầy trong đáy trước như thế, A B C, tìm cho thầy một đường mà vuông góc với BC. Nếu tam giác A B C vuông tại B như bài hôm trước đây là làm, nhưng mà nếu nó vuông tại B thì chúng ta đừng làm gì, đúng không ạ? Nhưng đây thì cho là gì ạ? Tam giác A B C là tam giác đều, là tam giác đều mà muốn vuông vào như là thầy gọi đây là trung điểm của BC. À, ví dụ gọi là M đi, gọi M là trung điểm của BC, khi đó AM vuông góc với BC. Thầy gọi M là trung điểm của BC thì AM vuông góc với BC. Thầy được ngay cái điều đó đi. À, tiếp là tìm một đường nằm trong mặt phẳng SBC mà lại vuông góc được với BC. Chúng ta chỉ đoán rồi chúng ta chứng minh. Nào, chúng ta chứng minh này. BC vuông góc với AM, mình vừa kẻ xong rồi, đúng không? Đúng không? Mơ đúng điểm đúng không? BC vuông AM, BC vuông SA là vì SA vuông đấy. Điều đó chứng tỏ là sao ạ? BC sẽ vuông góc với mặt phẳng SAM. BC sẽ vuông góc với mặt phẳng SAM. Vậy là BC sẽ vuông với tất cả các đường thẳng trong SAM, tức là vuông với SM. Đó. Vậy thầy lại đi được đường nữa là SM vuông BC. Như vậy góc cần tìm là góc này. Tìm xong được tính rất là đơn giản, thầy sẽ trình bày bài giảng. Đây là các bước rồi. Thứ nhất, thầy chưa có điểm mới về thầy gọi nha. Thầy gọi M là trung điểm của BC. Đó. Đó. Thầy có này. AM, SA, SBC giao tuyến với ABC là thẳng BC. Đó. Rồi, tìm tiếp nào. AM vuông góc với BC. AM vuông góc với BC mà AM lại nằm trong mặt phẳng ABC. Rồi, lại có tiếp nào. SM vuông góc với BC. Vì sao ạ? Cái này chúng ta phải tự chứng minh thêm như vậy. Những cái nào dễ quá thì thôi. Ta có này, AM vuông BC vì tam giác ABC đều. Rồi, đúng không ạ? SM vuông BC vì BC của mình vuông góc với AM, BC của mình vuông góc với SA, cho nên BC vuông góc với SA. Đó,
Vậy là thầy đã tìm được cái đường giao tuyến là hướng C. Thầy đã tìm được cái thằng AM và thằng FM vuông góc với BC. Cho nên cái góc cần tìm của mình, góc SBC bằng phẳng ABC chính bằng cái góc SMA. Tìm cái góc SMA. Thầy chỉ cần đi tính tính góc này là xong. Đã có tan của SMA bằng tan vừa cái góc SMA của mình, thì mình thấy là đối diện của góc SMA chính là góc là cái đoạn SA của mình để cho bằng A. Đó. AM là đường cao của tam giác đều ABC. Nhắc lại, đường cao của tam giác đều bằng cạnh nhân căn 3 chia 2. Chú ý cho thầy nhé, đường cao của tam giác đều bằng cạnh căn 3 chia 2. Ta có là SA chia cho AM bằng SA là A, AM là bao nhiêu ạ? 2A căn 3 chia 2. 2A căn 3 chia 2 có bao nhiêu ạ? A căn 3. Vậy nó bằng 1 phần căn 3. Thế thì thầy chỉ cần bấm shift tan nữa là xong rồi. Shift tan của góc SMA, shift tan 1 phần căn 3 đang lên là 30 độ. Chúng ta qua bài số 2. Cho hình chóp SABCD có đáy là hình thang vuông tại A và B. Đáy là hình thang vuông tại A và B. Cho các cạnh đây, AB bằng BC bằng A, AD thì bằng 2A. SA vuông đáy cho SA bằng A bằng 6. Đi tính các góc sau. Để thầy nói qua cái hình thang vuông một chút. Hình thang vuông, hình thang vuông là một cái hình thang, tất nhiên là có hai đáy sau đúng không? Hay đến sau hình thang. Nếu như có hai góc vuông thì người ta gọi là hình thang vuông. Đó, hình thang. Nếu thầy vẽ cái mặt phẳng thì nó là hình như này. Hình thang có hai góc vuông thì người ta gọi là hình thang vuông. Thì khi đó cạnh này gọi là đường cao của hình thang luôn. À, chúng ta tính là như đề minh họa lớp 12 vừa rồi bộ giáo dục có cho một câu về hình thang vuông. Các em lưu ý. Rồi. Tính góc giữa mặt phẳng SAC và đáy ABC. ABC đây. Đây. Mình vẽ hình ở đây. Hình thang vuông. Nhưng mà khi mình vẽ hình không gian thì cái góc ở đây nó vuông. Nhưng mà chúng ta phải vẽ xéo thôi. Mặt thẻ vuông nó nhìn không ra cái gì cả. SAC. Đúng rồi, AC là. Đó. Và đáy ABCD thì các em nhận xét cho thầy. Thứ nhất, SA của mình vuông góc với đáy. Vì sao? Vì để cho SA vuông đáy. Thứ hai, SA lại nằm trong con lại nằm trong mặt phẳng SAC. Vậy là mình nhìn SA nằm trong mặt phẳng này mà SA vuông mặt phẳng ABCD thì hai mặt phẳng này vuông nhau. Nếu hai mặt phẳng vuông góc với nhau thì góc sẽ bằng 90 độ. Cái góc này sẽ bằng 90 độ. Nếu hai mặt phẳng vuông góc với nhau thì nó bằng 90 độ. Vậy là khi mà đi tìm góc giữa hai mặt phẳng thì em để ý xem nó có vuông không. Nếu nó vuông thì góc bằng 90 độ, chẳng phải tìm làm gì cả. Chúng ta qua câu B. Tính góc giữa hai mặt phẳng FBC
và A, B, C, D. S, B, C, D. S, B, C. Và đáy A, B, C, D. Thì theo phương pháp của mình là gì ạ? Đầu tiên là tìm nguyên lý giao tuyến. Giao tuyến là B, C. Đó. S, B, C. Và đáy giao tuyến là B, C. Thứ hai, tìm nguyên lý hai đường nằm trong hai mặt đó mà vuông được với BC. Nhìn cứ nhìn cái đáy nhất này, đáy của mình này, AB vuông BC, AB vuông BC. À, rồi em chú ý như thế này, em chú ý như thế này là gì ạ? FB cũng vuông được với BC. À, chúng ta biết là FB cũng vuông với BC. Ta có này, BC của mình vuông góc với AB, BC của mình vuông góc với FA. Thế thì BC của mình vuông góc với FAB, BC vuông góc với FAB thì BC sẽ vuông góc với FAB. Bài này để trình bày lại. FAB giao cái đáy là đường BC. SAB giao cái đáy là đường BC. Trong cái đáy thì có đường AB. Trong đáy thì có đường AB vuông góc với BC. Trong cái mặt phẳng SAB thì lại có cái đường SB vuông góc với BC. Để chứng minh ở bên trên. Vậy thì góc giữa hai mặt phẳng này SAB và cái đáy ABCD nó sẽ bằng góc giữa hai cái đường vuông góc mà mình tạo ra, tức là góc SBA là góc SBA, vậy nó sẽ bằng góc SBA. Và bây giờ chúng ta đi tính góc FBA này cũng là xong. Để cho chúng ta gì nhỉ? Để cho cạnh AB là bằng A. Đó, để cho cạnh AB bằng A. Để cho cạnh SA là A cạnh 6. Vậy là mình cho cái cạnh đối diện và hiện kề là từ tan. Tan của góc FBA, tan của FBA thì bằng đối diện là SA chia cạnh kề tức là AB bằng A căn 6 chia cho A, tức là bằng A căn 6. Tan bằng căn 6, các em bấm shift tan của căn 6. Shift tan của căn 6 thì em nghĩ góc FBA của mình nó ra gần bằng bao nhiêu độ ạ? Là 67,79 và 67,8 8 độ. Còn chúng ta có thể lấy là gần bằng 68 độ. Chúng ta qua câu C. Tính góc giữa hai mặt phẳng SCD và đáy ABCD. Chúng ta để ý cái hình này. SCD và đáy ABCD có cái đoạn giao tuyến chính là CD, phải không? Đấy, đoạn giao tuyến là CD. À, vậy là mình sẽ đi tìm hai đường thẳng lần lượt nằm trong hai mặt phẳng mà để yêu cầu đây. Nó sẽ vuông góc được với CD. Thì chúng ta sẽ tìm cái góc. Thì như thầy đã nói là chúng ta sẽ ưu tiên chúng ta đi tìm cái đáy trước cho nó dễ. Chúng ta để ý cái điều kiện để cho. Để cho là AB bằng A, BC cũng bằng A. Còn AD thì bằng 2A. Như vậy nếu thầy gọi Y là trung điểm của AD thì hiển nhiên là IA bằng A và IB bằng A thì nó sẽ là 2A. Thầy nối cái này lại. Đó, thầy nối thôi.
C lại. Thì các em thấy điều gì ạ? A, B, C, I là hình gì? Hình vuông mà không ạ? Hình vuông. A, B, C, I phải là hình vuông, đúng không? Hình có các cạnh ấy, A hết rồi ấy. Đó, bằng A. Mà lại có vuông được, vậy nó là hình vuông. Hình vuông thì góc này sẽ là 45 độ. Đó, thì cái góc bên này cũng là 45 độ. Rồi, vậy mình xem tiếp này. Tam giác ICB là tam giác cân, đúng không ạ? Có góc này vuông thì hiển nhiên cái góc bên này cũng vuông, vậy là vuông cân. Vuông cân thì cái góc này cũng 45 làm độ. Vậy thì A, C, D là 90 độ. Tức là AC sẽ vuông với CD. Đó, hay là tìm cái đường trong đáy mà vuông với đoạn giao tuyến CD của mình. Chúng ta cũng có thể chứng minh bằng tam giác Pythagore. Chúng ta tính cho thầy cạnh AC, đúng không? AC là bằng AB bình cộng với BC bình. Rồi chúng ta tính cho thầy cạnh CD cũng như vậy. Chúng ta sẽ tìm ra được cái tam giác ACD có các cạnh như là AC, chúng ta sẽ tính được là A căn 2, CD chúng ta cũng tính được là A căn 2, còn thằng AD thì là 2A, thì ta bình phương hai cạnh cộng lại thì bằng 4A bình phương, chính là tam giác. Đó, bây giờ đấy là góc điểm trước. Thế gọi Y là trung điểm của AD. Đó, thì dễ thấy ngay được ABCI là hình vuông. ABCI là hình vuông. ABCI là hình vuông. Thế thì phải suy ra được ngay. Suy ra được ngay. Góc ACI bằng 45 độ. Đó. Rồi tam giác ICD. Tam giác ICD vuông cân tại Y. Tam giác ICD vuông cân tại Y. Vậy thì tìm ra được góc ICD bằng 45 độ. Hai góc 45 độ. Vậy thì tìm ra được góc ACD bằng 90 độ. Điều đó chứng tỏ là gì ạ? Là AC vuông góc của CD. Đó, AC vuông góc của CD. Rồi, để ý lại này. CD thì vuông SA. CD vuông SA. CD thì vuông với AC. Thầy vừa chú ý. Nếu là CD đã vuông với hai đường là SA, AC, vậy thì CD vuông góc với SAC. Hay nói cách khác, CD vuông góc với SC. Vậy là thầy đã tìm được hai đường thẳng AC, SC. AC thì nằm trong cái đáy mà lại vuông góc với CD. SC thì nằm trong SCD mà cũng vuông với SC. Vậy góc cần tìm của mình là góc này. Đó, góc SCA. Cho đi. Thầy đi suy ra được góc được SCD và ABCD. Đó, em có thể suy nhanh như thầy cũng được. Em chứng minh trên này em suy nhanh như thầy luôn. Là góc SCA. Rồi, chúng ta đi tính góc SCA thôi ạ. SCA là cái góc dấu hỏi đây. SA đối diện rồi, thì thằng AC là kề nữa, chúng ta tính được tay này. Thằng AC của mình là đường chéo của cái hình vuông ABCI. Thế thì nó là đường chéo là gì ạ? Đường chéo là cạnh nhân căn 2. Vậy AC chính là AC.
căn 2. Đó, AC là A căn 2. Vậy thì dùng ngay tan của góc FCA. Tan của góc FCA bằng đối diện, tức là FA chia cho lại kề là AC bằng A căn 6 chia cho A căn 2 bằng căn 3. Các em bấm máy tính shift tan của căn 3 thì cho tan ngay SCA này là 60 độ. Thì qua hai cái bài tập về góc giữa hai mặt bằng, thầy đã ôn chúng ta về cách tìm góc như thế nào. Đó, thì chúng ta để ý lại về cái phần lý thuyết của bài hôm trước và hôm nay, chúng ta về xem lại rồi làm thêm bài tập. Thầy sẽ gửi bài tập cho giáo viên chủ nhiệm. Chào các em.